yo, what's up và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và lại là mình Phong Cận TV và kế bên mình đó chính là Sammy Đào. Và cảm ơn. Ủa sao không vui thế nào mọi người? Vui lên xíu coi, sôi động lên xíu coi mọi người. Mệt quá mệt quá. Nói chung là ngày hôm nay á bạn, thì bạn có thể thấy là hôm nay video bọn mình đến tận 3 người luôn nha. Do là lúc trước có nhiều bạn bảo mình á là trời ơi sao anh Phong quay video có mỗi mình chị Sam vậy, không thấy mọi người xuất hiện vậy. Nên là ngày hôm nay mình đã mời thêm Camui vào để chơi chung bọn mình. Và có Camui thì chắc chắn là phải có trốn tiền. Ủa phải có trốn tiền vậy trời. Ủa Camui đó giờ quay trốn tiền nhiều mà, cho nên chơi trốn tiền là phải mời Mui vào, bạn hiểu không? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi cái trò trốn tiền cực kỳ bựa luôn. Và bây giờ không nói nhiều nữa, bắt đầu vào game thôi, let's go. Go ready. Ok, như bạn đang nhìn trên màn hình thì bạn có thể thấy là bọn mình đang biến thành những con nai các bạn ạ. Đó, cái con này là con nai đúng không? Con nai hay là con hu ta? Nó là hươu ông ơi. Con hươu hả? Rồi thì một trong ba đứa mình sẽ có một người làm thợ săn. Úi cả mui luôn hả? Cười đi bà, cười đi. Thôi những kẻ được gọi là con hươu kia, các người sẽ biết thợ săn chân chính là ai, ok? Ôi ghê thế à, ghê thế à. Thế thì tìm em hộ cái nha. Đây em tìm một bạn hu nè, em đứng kế bên bạn hu nè. Em đâu, em đâu, em đâu. Em đâu còn lâu mới nói. Trời ơi. Tôi nghe được tiếng Anh. Con hươu nào vừa ăn đó. Ok, thì cái game này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách chơi. Ây da, mình đạp chung cái bẫy ơi. Ủa? Không, cái bẫy này, cái bẫy này là nó tự đặt ra chị ơi. Ok, đây thì nói chung là nhiệm vụ của mình với Sam á là phải đi vòng vòng xung quanh này ăn mấy cái nấm nè các bạn. Đó, trong lúc Mui sẽ đi tìm bọn mình, các bạn hiểu không? Đó. Kìa tôi thấy Mui bên kia kìa các bạn. Đó, tôi đi lại chỗ. Khi mà đói nha mà không ăn kịp nấm là mình sẽ đứng lên rồi bị lộ, hiểu không? Đúng rồi, đúng rồi. Lên là lộ đi mấy cưng ơi, lộ đi mấy cưng đang ở đâu đó. Em ăn nấm rất là chăm chỉ. Một con Mui ơi, em nè Mui ơi. Mui thấy em không Mui? Thấy em không? Bắn đi, bắn đi. Trời ơi. Dễ gì bắn. Ê, dễ gì bắn được Mui ơi. Bình tĩnh nha. Bình tĩnh vậy, bình tĩnh vậy. Ơ tôi thấy Mui kìa bạn, bạn thấy Mui kìa. Trời ơi, chị dính máy của chị. Em đây đúng không? Không phải đâu, không phải đâu. Chạy đi Sam, chạy đi. Em đây nè, em đây nè, em đây nè, em đây nè. Ui, bảo bác khổ, bác khổ. Ui. Tôi đúng hóa trời. Bảy, 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 bạn ơi, bảy. Mui bảy của Mui rồi. Chị bị kẹt bởi chính cái máy của chị em ơi. Tôi cũng vậy, cứu tôi. Ủa sao chạy? Sam bị đói rồi đó, sao phải đi ăn nấm đó Sam. Không thôi là Sam sẽ bị đứng lên á. Con hiêu kia. Không sao, để Phong cứu Sam, Ê, Mui ơi, em ở đây nè. Em sau lưng Mui nè. Em sẽ lưng Mui nè. Để bắn em đi, bắn đi. Lầy tiểu hùng. Chết tôi rồi, sao ơi. Tôi chết queo. Ôi trời ơi, tao đánh trúng đầu luôn mấy đứa ơi. Ôi trời ơi. Em đọc quá, em đọc quá, trời ơi. Trời ơi, còn bạn Sam nha, bạn Sam đâu, bạn Sam nha. Wow, diễn xuất hay quá, diễn xuất hay quá, diễn xuất hay quá. Mui mới đi ngang qua Sam luôn. Ôi, no. Diễn đi Sam, diễn. Ê, Sammy, Sammy đứng dậy kìa, Sammy đứng dậy kìa. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đưa đi Sam, chạy đưa. Rồi xong, dậm bẫy ơi, chạy đi Sam. Bẫy hả? Không có thể im lặng được luôn á. Không có sao biết được thời gian tránh bẫy, không biết được luôn. Lúc nãy, hả? Phong xin lỗi, cái đó Phong không biết, Phong xin lỗi. Không ra biết. Sao em dẫm bẫy sao? Nam thẳng hình luôn, hay dễ sợ. Phong tưởng là Mui không thấy. Phong tưởng Mui không thấy, xin lỗi. Mui bên cạnh luôn á. Ok, Mui một điểm nha các bạn. Ok, bạn Esther để lên Mui một điểm giúp mình nha. Rồi, Mui một điểm. Cảm ơn. Thề luôn á, tôi cay lắm luôn. Từ, thầy con này ăn đúng không? Có tiếng ăn, tiếng ăn, nó chỉ tiếng ăn. Ủa? Ôi trời ơi. Ủa, Sam dặm quả bơm, chết queo. Ủa, quay thấy cảnh đâu không? Có, có, có.
đây thật sự. Ui, Phong hả? Do e the hunter. Ok, tới lượt Phong nha bạn, tới lượt Phong. Phong sẽ trả thù cho Sam. Ê, tính ra ông là người hại tôi, không trả người thù là sao? Phong trả thù cho Sam là sao ta? Phong bảo là để Phong trả thù cho Sam, là để Phong kiếm mui giùm cho Sam, mui hiểu không? Đứng chỗ này, đứng chỗ dùng nắm mấy bạn, đứng chỗ. Cái này là gì ta? Bấm e để bích up. Cái đó để soi á, để soi á, để soi ví dụ mà lỡ đi ngang qua là hiện lên. Soi được, nếu mà chị đi ngang qua là hiện lên luôn á. Rồi, mọi người đang ở đâu? Để tôi đặt cái máy ra soi thử coi, soi được không? Soi. Đâu cái đấy là bom mà. Ủa sao bên đây nhiều người quá nè, có cái máy gì nè. Ui, có ai ăn đồ ăn sao? Mày đấy là bom mà. Ui, ai mới ăn cái gì? Không. À, đây 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 đây. Đây đây. Bắn trúng. Ủa, sao mà? Sao? Tại Phong, Tại Phong, Tại Phong. Sam, tất cả là tại Phong. Sao ôi con này không phải, con này sai rồi. Mui đây hả? Mui chỗ này hay quá vậy, Mui hay vậy. Phong trả thù cho Sam. Rồi sao, Mui ý kiến. É gì, chạy đi. Chạy cho nhanh vào, chạy cho nhanh vào. Chạy cho nhanh vào. Ghê không ghê. Ghê nè, ai ơi, Hùng ơi. Ghê nè. Cái con heo này. Yeah, ok, vậy là coi như trong mát 1 thì mình đã được 1 điểm. Sao không được điểm nào? Trời ơi, đập bom tôi chết rồi. Ủa đây mặt mới sao nhìn lão vậy? Hình như này mắt mới. Chạy. Từ mắt cuốn rồi đó. Ủa mắt mới gì ơi nè, có nhà mới luôn nè. Chắc là mình chơi 3 màn thì sẽ đổi mắt mới á. Wow, mắt mày đẹp nha. Chạy càng xa càng tốt. Sam ơi, cho bà mui bà khỏi tìm luôn. Ủa sao ông đứng chịu không thấy được kìa. Chạy đi. Đúng rồi, chạy đi. Chạy nè. Làm gì? Ôi, mất sai rồi kìa. Sai rồi kìa. Mui đang mem mui ta. Mất sai kìa, Lưu. Đâu ta? Thấy mui rồi, em thấy mui nhưng mà em không chỉ đâu. Lần này em sẽ để cho mui thua. Thôi chị đi mà. Có tiếng đập đúng không? Lần này em sẽ không chơi cái trò cà rỡn nữa, cho Mui thua một lần cho Mui sợ. Thôi cà rỡn đi. Không cà rỡn đâu. Ui, cái máy kia chỉ cần ai đi ngang qua là cái máy kia nó sẽ hiện lên thông báo. Rồi cái máy đó là máy thông báo nha. Sao ơi, cái máy là máy thông báo nha. Tôi nói rồi, máy này ghê lắm. Mui đâu ta? Mui đâu? Tôi thấy Mui bên cái nhà bên kia kìa. Mui đang thấy Mui. Sao mới chạy đi sao? Tôi đâu có bị bắt đâu. Ông lừa Mui à? Không, tôi đang lừa Mui mà sao không diễn gì hết trơn vậy? Lời. Sam phải diễn đi để cho Mui bắn sai không? Mui bắn sai là Mui thua. Đó, kiểu vậy. Đúng rồi, Mui ơi. Em gần bên cạnh Mui luôn á. Ê, mọi người biết sao? Nếu mà đêm mà Mui không cứu được mình sẽ hóa thành quỷ và Mui phải đi trốn ngược lại đó Mui biết không? Ủa dạ, trời ơi, vui nha. Đêm mà sẽ hóa thành quỷ bạn ơi, mình bắt lại ngược Mui đó. Đã lắm. Em đang mất bang Mui à, em đang mất bang kế bên Mui nè. Tí mình sẽ mất bang ngược lại vào Mui đó, hiểu không? Thấy em chưa? Không thấy, thật sự là không thấy luôn đi. Đang chơi an toàn các bạn ơi. Mình muốn thử qua con này hóa điên sẽ như thế nào, thắc mắc ghê. Chạy. Ở đâu vậy? Bao ơi, chuẩn bị, mất bang nè, mất bang ca Mui nào. 3, 2, 1, hết thời gian Hunter, bây giờ tôi hóa thành Hunter nè, vô, chuẩn bị cho Phong. Rồi, Phong cần hóa Equi. Trốn đi Mui ơi. Em sau lưng Mui nè. Nhìn mặt tôi đẹp quá, để tôi nhìn mặt tôi. Sợ chưa? Mui đã biết Mui thất bại là gì chưa? Yeah. Rồi, chốn Phong, tới lượt Phong. Đừng nhé, một mình Mui mới biết Mui thất bại nhé. Bây giờ ca Mui nói cho Phong nghe, nãy giờ là ca Mui bất tử. Không ai có thể động đến Mui, ok? Dạ. Chứ còn cái gì đó? Tại vì là sao? Tại vì lúc nãy Mui là người đi. Ngươi lại. Tôi làm thợ săn rồi đó, thì tôi biết hết rồi. Ôi, có tiếng ăn phía sau. Đúng rồi đó, đằng sau đó.
Ngươi là ai? Có phải con này không? Có phải con này không? Không phải luôn hả? Mà đâu, không phải. Trời ơi, tôi mới thấy cái đầu lâu của Mui nè. Cái này đầu lâu của Mui trong trận trước đúng không? Trời ơi, Mui còn có mỗi cái đầu lâu cái gì sợ. Ơi? Mọi người đâu rồi? À, ai mới ăn phía sau lưng tôi đây? Dạ, có lắp hay không cũng không tìm được. Yên tâm. Sammy! Cậu không cần cái thấp giảm em bắn hoài luôn á tì. Không, không, cái đó tôi bắn đại á. Tôi bắn đại á nha. Cái đó tôi bắn đại. Ui hay quá vậy. Cái đó tôi bắn đại nha. Cái đó tôi bắn đại không biết gì nha. Bà Mui chắc chắn bây giờ bà sẽ chơi cái trò núp. Cho nên tôi phải đi tìm xung quanh. Mui sẽ cho không biết. Thế là mới là chỗ tìm chân chứ. Ai ăn gì đây. À, chạy hả? Chạy. Bà chú cái gì vậy? Bà nội bà đứng lên là người ta thấy được mà. Kể cả đứng yên nhưng mà chỉ cần đói là nó sẽ phát ra tiếng bụng kêu nữa. Đúng rồi, chứ đâu dễ gì trốn được. Đúng rồi, nó đói bụng là nghe tiếng là chị đứng lên đó nó hiện rồi. Chị ơi, chị tưởng là chị núp là sẽ thắng nè. Không có đâu bạn. Ok bạn, nhưng bạn gái bạn cũng thua thôi. Nhưng mà em tôi thắng là nha. Được. Em tôi thắng là nha. Em gám luôn. Ủa, có tiếng ăn. Ủa, sao có người đứng ở đây? Thật ra cái tiếng ăn ấy, hình như là cái con hươu bình thường nó cũng đã tạo ra tiếng ăn ấy. Không, đây, không, con bình thường nó không tạo được chưa? Nó chạy, có con gì đang chạy nè. Sao bay? Con gì đang chạy đó. Ủa? Rồi Mui mới ăn kìa, Mui mới ăn đó. Ủa đâu rồi, đồng này đúng không? Đồng này có nấm nhiều không? Không phải đâu. Ai? Bà trong ba con này. Không phải đâu mà. Đồng này đúng không? Không phải, đừng. Không phải đâu. Đuổi đi Sam. Đuổi Sam. Cho bà thua luôn Sam. Lấy một điểm Sam ơi. Lấy một điểm. Hay quá Sam ơi. Ê khoan, từ từ. Vậy tính ra nè, nếu mà nói đúng á là Phong với Sam phải được 2 điểm á. Tại vì hồi nãy có một cái màn biến thành buổi tối, Phong với Sam đều thắng. Cho nên là Phong Sam được 2 điểm rồi, Mui chỉ được có 1 điểm thôi. Ủa? Sao mà nó Hunter hoài vậy? Tôi ghét Hunter. Ủa cái gì? Cái đó là quy luật của nó, game nó đúng vậy rồi. Ủa gì chị ơi? Game này khó quá à. Có gì chị chơi dở đó. Ê, đúng không bạn? Ê, sao có hai người ăn vậy? Hai người cùng lúc. Ủa? Ê Mui, chị với em đi ăn tùm lum luôn chứ sao khỏi biết đường nào luôn. Ăn liên tục. Nghe tiếng ăn không vậy? Ủa cái con này đứng nè. Chết rồi, bắn sai rồi. Ê! Ủa? Gì vậy? Ê sao Mui ơi, em lỡ nhảy xuống giật em chết queo rồi. Sao em ăn hại vậy? Không phải đâu. Trời ơi là trời, đúng đen luôn á. Tự nhiên té xuống giật chết queo rồi. Ôi, bị phát hiện rồi. Mình đi rồi nói chuyện cái đúng rồi, ủa vậy? Trời ơi. Mình đi mà ủa là sao? Em người đi tìm đi mà. Mui ơi, em xin lỗi Mui, pha hồi nãy là em bị té xuống giật, em bấm nhầm nút cách, em xin lỗi Mui. Xin lỗi. Chỗ này dễ lộ lắm mấy bạn, thề luôn á. Yên tâm đi, mình đợi trời tối mình bắt Mui thêm lần nữa sao ơi. Đây đúng không? Sam! Thì sao Sam lại để bị bắt như vậy? Không, còn hiểu nữa. Ăn đi Phong. Ngu gì ăn? Ăn đi mà. Không ăn đâu. Đây luôn. Ăn đi. Phong núp luôn, không ăn đâu. Ê Phong ơi, ông mà đứng lên là hiền á, ông đứng lên vẫn hiền á. Không sao, khi nào đứng lên tính, còn giờ tự từ. Ăn đi nào, hơi con hiểu của ta. Bên này nè, qua đây đi. Trời ơi, cái bực. Có ai bực sâu vậy? Qua đây đi, bên này nè. Vòng tròn đây chứ bà. Cái bực này. Ủa, Mui đang bên nào, Mui đang bên nào? Trời ơi. Cái mũi tên nó mới sệt cái mông tôi. Trời ơi, tôi sợ quá. Trời ơi, Sam ơi, khó lắm chứ Sam tưởng dễ à, tại Phong bị chậm rồi. Phong đang chốt Mui mà.
đứng đây an toàn rồi đó. Mọi người đang ở đâu? À, con gì ăn đây, con gì ăn đây, mấy có con gì ăn đây. Đứng đây trốn là an toàn. Ủa Phong đâu ta? Em không thấy mà. Ủa sai hả? Sai rồi. Chết rồi, chết rồi. Ủa, bắn sai rồi, Con này phải không? Ủa sai rồi hả? Tiếp rồi, hay quá Phong ơi. Chết tôi rồi. Sai đi Phong ơi. Hình như là chỉ có một trong ba con này nè. Không phải đâu mà. Con này phải không? Rồi, hay quá Phong ơi. Bắn thêm con nữa là thua luôn nè. Ê, tôi mới thấy có một con gì đó chạy ngang qua. Này thì chạy không, hồi nãy phong thấy Sam đứng lên chạy. Không, tôi đâu có chạy đâu, tôi đi bộ. Có hồi nãy phong thấy Sam đứng lên chạy. Còn nữa đâu ta? Ê! Bắn cái này nè, em qua nè. Tít rồi nha. Yeah. Đây, ủa muối đâu? Rồi xong, Phong sắp đi rồi. Bình tĩnh ăn nấm đi muối. Ăn nấm đi. Ê, ngược lại, mưa chạy. Biết bà. Rồi, sắp xong rồi, con ơi, sắp xong rồi, chạy đi, cứ chạy vòng tròn. Đứng lại đó. Rồi, chuẩn bị quay lại nè. Em ơi, gái đẹp trai mọi người. Coi mùi nè. Chạy tối rồi. Coi mùi kìa, ghê chứ kìa. Té xuống giật chết mèo. Hề luôn cái ông này còn té xuống giật. Mang mới. À, map này dễ, map này dễ. Ê, cái map gì xuống nó tròn đi hả? Chết luôn. Map này dễ. Map này chỉ có chạy thôi chứ sao vậy. Đâu rồi, tôi sẽ đặt máy xung quanh đây. Đặt full máy luôn. Cái gì trời ơi. Ai đây? Bụi hay quá vậy. Ê, chạy nè. Ai đây? Bụi hả? À, chạy nè. Chạy nè. Map này không có chỗ chạy. Thì cố mà chạy. Mỗi người đều được làm hình tờ một lần mà. Đời Phong à. Giờ đến ai hình tờ nè. Sao? Thắng đi đã hay nuôi. Trời ơi, làm gì phải thắng à? Thắng ở trong tầm tay rồi bạn à. Map nhỏ như cái lồng mũi gì đó bạn. 1, 2, 1. Quái vật đất hả? Con chạy kìa chị, đứng rồi kìa. Sao Sam lại chỉ, sao Sam lại chỉ Phong vậy? Ai trong ba con này khai mau? Không khai đâu. Khai đi mà, muộn rồi. Kệ chị chứ. Ai đang đói vậy? Mày quá. Mày đói vậy? Em đang đói đó, tìm em đi đã. Maria. Trốn ở đâu ta? Có trốn đâu, không có trốn. Ủa, thấy thật hả? Trời ơi, đi lâu quá chừng. Chị nhìn xuyên đã, ok. Ủa, được hả? Cày thế à? Con nó làm một cái vòng tròn rồi, không đứng lại là làm một cái vòng tròn rồi. Đâu? Ai? À, chạy đi sao? Chạy đi. Trời ơi, sao bị kẹt cục đá? Trời ơi. Xin lỗi nha. Cái map này như cho không vậy, map này như cho không vậy đó. Map này nó dễ quá. Dễ quá. Mấy map kia mình còn tìm được chứ huống hồ gì map này, hiểu không? Map kia em trốn không được. Map kia mình còn có chỗ trốn tìm. Hoặc là cái đạn chỉ thích cái map mà có cái vùng nha, chạy vòng tròn đã. Tại sao vậy sao? Ông chạy. Sao không cho Phong có cơ hội thắng luôn hả Sam? Tôi cũng muốn thắng chứ bộ. Sợ quá. Sợ quá. Ăn đi mùi ơi. Ủa, ai vậy? Sợ quá. Con nào chạy thì mình nghe tiếng chạy. Ủa, nha. Ủa Sam? Ai ăn đó? Con này không? Sam ngáo. Dám gì cũng thấy được. Sam ngáo. Nãy
cây lộ đây mà ta. Cứ chạy xung quanh thôi, cứ chạy xung quanh thôi là thấy mui rồi. Ơ kìa, mui kìa. Đâu? À quên, không được chỉ, quên, xin lỗi bạn, không được chỉ, mình phải chơi đàng hoàng. Ủa? Sam ơi, Sam phải chạy xung quanh, Sam đừng đứng yên một chỗ rồi Sam ủa nữa. Ủa? Sao phải đi tìm xung quanh đi chứ, sao đừng đứng yên một chỗ. Còn xíu rồi, chết rồi. Thì đi tìm, chạy xung quanh đi Sam, đừng đứng yên một chỗ. Phong đã bảo là sao phải chạy xung quanh mà. Đây. Tại mui sẽ phải ăn đúng không, sao cứ chạy xung quanh thôi, trời ơi. Ê, mấy bạn đang không thấy, tôi đang, mấy bạn không biết tôi đang thấy cảnh gì đâu các bạn. Thôi xong rồi, mui hắn rồi các bạn ơi. Tôi chạy đây. Tôi chạy đây. Sam núp, núp. Sam núp đi, Sam núp đi. Mở cửa ra tôi thắng hả? Hay quá Sam ơi. Hay quá Sam ơi. Trốn vô nhà là thắng. Thế thì lúc nãy chị đâu có biết trốn nhà là thắng đâu. Ủa thì em đâu biết đâu. Em đâu biết đâu, tự nhiên nó đợi ngoài nhà em, chị vô cái em thắng. Ủa vậy tính là tôi đúng rồi, tôi thắng. Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay mình đã cùng với Camui, Sammy, bọn mình cùng nhau. Bọn mình đã cùng nhau chơi trốn tìm. Các bạn có thể thấy cái game này rất là vui luôn, các bạn nào mà muốn á. Trong tập sau mình sẽ mời thêm Sim với Kai vào nữa. Hãy nhớ comment mình xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn video hôm nay mình nghĩ đến đây cũng khá là dài rồi, chứ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Tôi thấy hài quá. Xong chưa? Ôi, xong còn chưa? Bây giờ thì từ từ để chào nè. Còn bây giờ thì chạy, chạy đi sao, chạy đi sao. Đây, tôi không chạy được. Ai à, sao không chạy được. Nhưng mà em chạy được. Chị bắn em hộ cái chị ơi. Bắn hộ ấy chị ơi. Em nói đi. Em bảo là chị bắn em hộ cái. Chị bắn em hộ cái. Trúng một con hu khác rồi, Chị ơi, chị bắn trúng con hu khác rồi kìa. Chị bắn em đi. Ủa đâu rồi, Phong đâu rồi? Chị bắn em đi. Này, thì chị bắn em rồi. Cái cây quá.